thấy rõ, ta giúp thấy rõ những trả lời hay cái phần lỗ đồn của em. Xuống từ đó ta xin lỗi. Tâm thiện tiếng anh ấy có sư lên rừng đồn thì rõ hơn tốt hơn sao sao còn ẩm đá hơn thế nhỉ. Nó là tốt, nó là tốt anh ơi. Phải bị lập sư vẹn đồn. Cần lâu không nhỉ?